án cuối cùng là của Bệnh viện Nhi Thái Bình. Xin mời kết nối với Bệnh viện Thái Bình. Xin kính thưa các thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp ạ. Bệnh viện Nhi Thái Bình xin phép được báo cáo ca bệnh hội chẩn ngày hôm nay ạ. Hành chính bệnh nhân nam 5 tuổi, địa chỉ ở Chí Hòa, Hưng Hà, Thái Bình. Ngày vào viện là 6 giờ 18 phút ngày 27 tháng 10 năm 2022. Lý do vào viện là ho, sốt, hồi hộp chống ngực, thở nhanh. Bệnh sử: trước vào viện một ngày, trẻ ho hung hăng, khàn tiếng, sốt cao 39 độ, chưa điều trị gì. Sáng ngày vào viện, trẻ có cảm giác hồi hộp chống ngực, tim đập nhanh, gia đình cho trẻ khám và nhập viện ngay. Trẻ không đau bụng, không có rối loạn tiêu hóa. Trẻ là con lần một, đẻ thường đủ tháng. Một tháng trước, trẻ có sốt cao, viêm mũi họng, xuất hiện cơn nhịp nhanh thất, không rối loạn huyết động. Đã điều trị cắt cơn bằng thuốc Cordarone tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo dõi, xét nghiệm, thăm dò, chưa tìm được ổ phát nhịp và hẹn tái khám sau một tháng. Tiền sử gia đình khỏe mạnh. Khám lâm sàng lúc 6 giờ 18 phút ngày 27 tháng 10, đường thở thông thoáng, trẻ tự thở, SpO2 95%, nhịp thở 30 chu kỳ trên phút, rốt lõm lồng ngực không có, phổi thông khí đều hai bên, không ran, tim nhịp nhanh, tần số 230 chu kỳ trên phút, không có tiếng thổi, mạch quay, mạch bẹn bắt được, chi ấm, refill 2 giây, huyết áp 98/56mm thủy ngân, trẻ tỉnh, kích thích, không có dấu thần kinh khu trú, trẻ không sốt, không phù, không ban, không xuất huyết dưới da, da niêm mạc hồng, bụng không trướng, ấn mềm, gan lách không sờ thấy, cân nặng 23kg. Chẩn đoán sơ bộ là cơn tim nhanh kịch phát trên viêm thanh phế quản. Xử trí mắc monitor theo dõi, làm điện tim, lấy xét nghiệm, siêu âm tim. Đây là điện tim của bệnh nhân khi mới vào viện ạ. Chẩn đoán là cơn nhịp nhanh thất trên viêm thanh phế quản. Xử trí an thần midazolam 50mg trên ml, một ống thụt hậu môn, lidocaine 500mg trên 10ml nhân một ống pha với 23mg với 10ml nước cất để tiêm tĩnh mạch chậm. Sau xử trí cắt cơn lần 1 bằng lidocaine thì trẻ không cắt cơn, mạch nhanh tần số khoảng 220 chu kỳ trên phút, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp thấp 80/50mm thủy ngân, chuyển hồi sức tích cực lúc 7 giờ ngày 27 tháng 10. Tại khoa hồi sức tích cực, trẻ tự thở SpO2 90%, phổi thông khí đều, tim đều, nhanh, tần số 220 chu kỳ trên phút, mạch nhanh, nhỏ khó bắt, huyết áp xâm nhập là 70/45mm thủy ngân. Trẻ đã được an thần, xử trí thở oxy mát 5 lít trên phút, an thần midazolam và morphine, được sốc điện với liều 2 joule trên kg. Trẻ có cắt cơn trở về nhịp xoang, tần số 130 chu kỳ trên phút, huyết áp 100/69mm thủy ngân. Những cận lâm sàng bệnh nhân đã được làm gồm có công thức máu, sinh hóa máu, đông máu cơ bản và điện tâm đồ. Xét nghiệm máu ngày 27 tháng 10 có bạch cầu là 14,67, trung tính là 34,5, lympho 38,5, hồng cầu 4,84, huyết sắc tố 126, hematocrit 0,4, sinh hóa máu CRP 1,59, natri 141, kali 4,49, clo 104,8, ure là 6,33, CRE 75,3, GOT 27,8, GOT 13,4. Đông máu Denimer là 1.185, PT 11,4, INR 0,82, APTT 20,6. Là monitor của bệnh nhân ở trước khi sốc điện ạ. Đây hình ảnh siêu âm tim ạ. Đây là sau khi sốc điện ạ.
Đây là siêu âm tim sau sốc điện ạ. Tóm tắt bệnh án, trẻ nam 5 tuổi vào viện với lý do ho, sốt, thở nhanh, hồi hộp chóng ngực. Qua hỏi và thăm khám thấy các hội chứng và triệu chứng sau. Bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng, có hội chứng viêm long mô hấp, không có hội chứng suy hấp, có tim nhịp nhanh tần số 230 chu kỳ trên phút, có dấu hiệu suy tuần hoàn, điện đâm đầu là nhịp nhanh thất. Tiền sử có cơn nhịp nhanh thất đã điều trị cắt cơn bằng cortisone 1 tháng trước. Chẩn đoán xác định là cơn nhịp nhanh thất có rối loạn huyết động trên viêm thanh khí phế quản cấp. Được điều trị an thần midazolam, cắt cơn nhịp nhanh bằng lidocaine 1 g trên kg, sốc điện 2 J trên kg, truyền đường 10, glucose 10%, truyền tĩnh mạch 20 ml một giờ, natri clorid 0,9%, duy trì huyết áp. Sau khi trẻ cắt cơn thì ổn định huyết động và được xử trí chuyển tuyến trong cùng ngày ạ. Bọn em xin nhờ các thầy cô giải đáp một số câu hỏi ạ. Thứ nhất, tiếp cận chẩn đoán và xử trí ban đầu ở bệnh nhân như vậy đã phù hợp chưa? Thứ hai, xử trí chuyên khoa tim mạch sâu tiếp theo ở bệnh nhân này như thế nào? Thứ ba, tiên lượng xa ở bệnh nhân và theo dõi sau đó như thế nào? Em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn đồng nghiệp ở bệnh viện Nhi Thái Bình, đúng không? Bây giờ tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Toàn Thắng ở khoa Nội Nhi sẽ tư vấn cho các bạn. Dạ vâng, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Huyền đã chủ trì buổi hội chẩn hôm nay, và kính thưa xin gửi lời chào đến các bạn, các anh chị đồng nghiệp đang có tham gia ở cái buổi hội chẩn trực tuyến. Thì xin trước hết là xin cảm ơn các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Thái Bình đã có một cái tóm tắt bệnh án rất là đầy đủ thông tin về một trường hợp bệnh nhân 5 tuổi với cơn nhịp nhanh kịch phát. Trước hết thì xin đầu tiên là chúc mừng các bạn ở Bệnh viện Nhi Thái Bình, không phải một lần mà là hai lần các bạn đã cấp cứu thành công một trường hợp một cơn tim nhanh kịch phát. Và đặc biệt là cái lần thứ hai này là lần mà bệnh nhân có hồi rối loạn huyết động rất là rõ. Thế thì xin chia sẻ một chút về cái cơn tim nhanh, những cái rối loạn nhịp tim ở trẻ em. Thì thống kê những cái dịch tễ ở Việt Nam chúng ta thì có tương đối ít. Tuy nhiên là nhìn sang các cái quốc gia như ở châu Âu hay ở Mỹ, thì ở các cái nghiên cứu đa trung tâm người ta cho thấy là cái tỷ lệ trẻ em bị rối loạn nhịp đi khám ở các trung tâm tim mạch với các triệu chứng như là hồi hộp, đánh trống ngực hay là có ngất dao động vào khoảng 15-20% số trẻ đi khám mới. Tuy nhiên là đối với các cái bệnh viện nhi đa khoa nói chung thì cái tỷ lệ cấp cứu liên quan đến rối loạn nhịp thì rất là thấp, nó rơi vào khoảng dưới 1-2%. Tuy nhiên có cái đặc thù rất là rõ, đấy là các cái rối loạn nhịp có tính chất cấp cứu này cần phải được xử lý ngay lập tức. Đấy là lý do vì sao mà tất cả các cái đơn vị có cấp cứu nhi khoa thì cần phải được trang bị đầy đủ các cái phương tiện để xử trí các cái rối loạn nhịp. Thì quay trở lại với bệnh nhân này, thì một bệnh nhân nam 5 tuổi với một cái bệnh sử rất là ngắn được diễn biến trong ngày. Thì trẻ có một cái tiền sử rất là rõ, đó là cách đây 1 tháng trẻ đã bị một cơn rối loạn nhịp được chẩn đoán là rối loạn nhịp nhanh thất và được cắt cơn bằng thuốc cortisone và sau đó đã được chuyển tuyến trung ương. Tuy nhiên là ở bệnh viện trung ương thì hiện tại hồ sơ thì không rõ, nhưng được các bác sĩ bàn giao lại là chưa can thiệp và chưa kích thích gây được cơn và không cho đơn thuốc và cho bệnh nhân về theo dõi tiếp, hẹn khám lại sau 1 tháng. Thế thì sau 1 tháng trẻ đã xuất hiện lại một cái cơn lần thứ hai, và cái cơn này có kèm với rối loạn huyết động rất là rõ. Cụ thể là bệnh nhân vào viện trong tình cảnh là nhịp tim nhanh, hồi hộp, tần số tim là hơn 230 lần một phút. Và tới thời điểm vào viện thì các bạn có thể mở lại cái slide lúc đầu vào viện. Cái thời điểm vào viện thì trẻ hoàn toàn tỉnh táo, huyết động rất là ổn, tri ấm, mạch rõ. Thì tần số tim lúc đó là 230 lần trên phút, và trên cái hình ảnh monitor cũng như là hình ảnh điện tim bề mặt 12 chuyển đạo thì có rõ, rất là rõ một cái nhịp tim nhanh, tần số là 230 lần một phút với cái hình ảnh là sóng QRS đơn dạng và QRS giãn rộng trên 120 ms. Đây là cái hình ảnh điện tim lúc vào. Thế thì thứ nhất là cái câu hỏi của các bạn đầu tiên về cái vấn đề đó là chẩn đoán và xử trí bước đầu. Thì với các cái bước xử trí của các bạn và đã cấp cứu được thành công bệnh nhân, để bệnh nhân cắt được cơn nhịp nhanh này, thì như vậy là cái bước xử trí của bạn là theo như đánh giá của tôi là hoàn toàn chính xác. Thì trước hết thì để trả lời cho câu hỏi của các bạn là cái trường hợp này
thì được xử trí như vậy đã hợp lý chưa? Thì đầu tiên là để khẳng định được là đối với cái rối loạn nhịp tim mà chúng ta xử trí như thế nào, thì chúng ta cần phải xác định rõ được là cái rối loạn này nó là rối loạn dạng gì. Thì đối với các rối loạn nhịp tim nhanh nói chung thì trên hình ảnh điện tim chúng ta có hai dạng chính, một là QRS hẹp, QRS hẹp và hai là QRS giãn. Thì trường hợp này là cái nhóm QRS giãn. Thế thì trong các cái QRS giãn thì chúng ta có một số các căn nguyên, bao gồm có thứ nhất là cơn tim nhanh thất, thứ hai là cái tự cơn tim nhanh trên thất nhưng có kèm với block nhánh, tức là có kèm với dẫn truyền lệch hướng. Thứ ba nữa là các trường hợp xoắn đỉnh, rung thất hoặc cuồng thất. Thế thì các cái trường hợp này thì đều được chẩn đoán dựa vào điện tâm đồ bề mặt. Thế thì đây là cái hình ảnh điện tim được phóng to ra. Thì trên cái hình ảnh này thì các bạn cũng đã có cái nhận định ban đầu, đó là cơn tim nhanh thất. Thì thực sự trên lâm sàng mà nói thì các cái trường hợp nhịp tim nhanh mà QRS giãn này để chẩn đoán phân biệt giữa cái nhịp nhanh thất hay là nhịp nhanh trên thất mà có dẫn truyền lệch hướng thì cũng không phải là, đối với cả các bác sĩ chuyên khoa tim mạch thì cũng không phải là một điều lần nào cũng có thể chính xác 100% được. Thế thì có rất nhiều những cái khuyến cáo hướng dẫn để giúp các bạn chẩn đoán xem đây có đúng là nhịp nhanh thất hay không. Thế thì một trong những cái tiêu chuẩn mà các bác sĩ thực hành lâm sàng tim mạch rất hay thường sử dụng đó là cái tiêu chuẩn Brugada. Thì bạn có thể chuyển slide tiếp theo nữa. Cái slide sau tóm tắt bệnh án nhé. Thì cái tiêu chuẩn Brugada này được xây dựng để giúp cho các bác sĩ lâm sàng nhanh chóng phát hiện được là đối với cái rối loạn nhịp tim nhanh này nó là nhịp nhanh trên thất có dẫn truyền lệch hướng hay là nhịp nhanh thất, bằng các cái tiêu chí gồm có thứ nhất là bệnh nhân có cái trên hình ảnh điện tim có cái phân ly nhĩ thất hay không, thứ hai nữa là có cái hình ảnh sóng R lớn S lớn ở các truyền đạo từ V1 đến V6, hoặc là bệnh nhân có các cái hình ảnh sóng điện cực rất là sóng hình ảnh điện tim rất là điển hình của một cái block nhánh trái hoặc block nhánh phải. Đối với cả đây là cái slide này, bạn chiếu cái slide này đi ạ. Rồi, chiếu slide này. Thế thì sau khi chúng ta đã xác định được là đây là một bệnh nhân có nhịp nhanh thất hay là nhịp nhanh trên thất thì khi đó chúng ta mới đưa ra được những cái hướng xử trí chính xác. Cụ thể là đối với nhịp nhanh trên thất thì chúng ta ưu tiên hàng đầu sẽ là các biện pháp gây cường phế vị như là ấn nhãn cầu, so sang cảnh hoặc là sử dụng các thuốc như adenosine hoặc cordarone. Còn nếu là nhịp nhanh thất thì cái bước xử trí tiếp cận ban đầu của chúng ta sẽ phải là sử dụng các cái thuốc như là lidocaine hay là cordarone. Và nếu trong bất kể một trường hợp nào bệnh nhân có rối loạn huyết động thì sốc điện là cái biện pháp ưu tiên đầu tiên. Thế thì trong quá trình theo dõi của các bạn thì là ngay sau khi các bạn dùng lidocaine liều là 1mg trên kg cân nặng, bệnh nhân không cắt được cơn và bệnh nhân bắt đầu có rối loạn huyết động, cụ thể là bắt đầu huyết áp bắt đầu tụt. Thế thì các cái trường hợp này thì sau đó các bạn đã được xử trí rất là hợp lý, đó là chuyển bệnh nhân đến khoa hồi sức tích cực, cho bệnh nhân an thần và tiến hành sốc điện. Và sau khi sốc điện thì bệnh nhân đã cắt được cơn. Như vậy là toàn bộ cái quá trình từ lúc tiếp cận chẩn đoán cho đến lúc xử trí là như vậy là hoàn toàn chính xác. Thế thì bây giờ đến câu hỏi thứ hai mà các bạn đặt ra, đó là hướng xử trí tiếp theo chuyên sâu về mặt tim mạch thì như thế nào. Thì bây giờ xin chia sẻ một chút, đó là đối với các cái rối loạn nhịp nhanh thất ở trẻ em thì có hai cái nhóm nguyên nhân chính mà chúng ta phải đặt ra. Một là cái nguyên nhân thực thể là do những cái rối loạn bất thường về nhịp, và cái nhóm bệnh lý thứ hai mà rất dễ chúng ta bị bỏ sót đấy là bệnh lý viêm cơ tim ở trẻ em. Thế thì có những cái gì để ủng hộ chúng ta trong trường hợp này, đó là viêm cơ tim ạ. Thứ nhất đấy là một cái khởi phát, một cái tình trạng là trẻ trước đó có sốt một vài ngày, sau đó trên các cái xét nghiệm thì marker nhiễm trùng không hề tăng, CRP không cao, bạch cầu trung tính cũng không cao, thì rất dễ đây là một cái trường hợp nhiễm virus. Và một cái viêm cơ tim là phần lớn các trường hợp là khởi phát sau khi một cái nhiễm virus ở đường hô hấp với các triệu chứng như là ho, sốt, khản tiếng. Thế thì có một số những cái để ủng hộ, ngược lại là ủng hộ cho cái chẩn đoán diện cái chúng ta nghĩ đến đấy là một cái rối loạn nhịp thất kịch phát. Đấy là thứ nhất, đó là trẻ trước đó đã có một cái tiền sử một rối loạn nhịp thất đã được xử trí rồi. Thứ hai nữa là trường hợp này của các bạn, sau khi các bạn cấp cứu và xử trí cắt được cơn nhịp nhanh thì huyết động của bệnh nhân hồi phục rất nhanh. Sau khi cắt cơn lại thì huyết áp đã từ 70 mà lên 105/60 mmHg thủy ngân. Thế thì đây là cái để các bạn có thể rút kinh nghiệm ở trong những trường hợp khác chứ không chỉ riêng bệnh nhân này. Đó là khi chúng ta tiếp cận với một bệnh nhân rối loạn nhịp thất thì trong đầu chúng ta đầu tiên vẫn phải nghĩ đến
làm thế nào để chúng ta chuẩn đoán loại trừ giữa viêm cơ tim và rối loạn nhịp thất do cái bệnh lý rối loạn dẫn truyền. Thế thì đề nghị là đối với các cái xét nghiệm bổ sung mà các bạn cần phải làm để chẩn đoán, ngoại trừ cái siêu âm tim ra thì các bạn một là phải xét nghiệm thêm men tim. Thế thì các cái xét nghiệm men tim là troponin T, troponin Y hay CKMB sẽ rất có giá trị để giúp các bạn chẩn đoán. Còn ở các đơn vị chuyên khoa tim mạch sâu như ở Bệnh viện Tim Hà Nội, chúng tôi có một cái biện pháp tốt hơn để giúp chẩn đoán xác định xem đây có phải là viêm cơ tim hay không. Đấy là chụp cộng hưởng từ tim. Tất nhiên là chúng ta không chụp cộng hưởng từ ở trong cái pha cấp khi mà bệnh nhân còn đang có rối loạn huyết động hay nhịp nhanh. Nhưng mà sau khi chúng ta đã cắt được cơn và chúng ta nghi ngờ nó là một trường hợp có viêm cơ tim thì chúng ta có thể chụp cộng hưởng từ ở trong pha cấp. Pha cấp tức là trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ khi xuất hiện có triệu chứng. Thế thì như vậy là về cái mặt chẩn đoán mà nói thì chúng ta đã xác định rõ ràng đây là một trường hợp bệnh nhân có rối loạn nhịp nhanh thất, có rối loạn huyết động, đã được xử trí bằng sốc điện và cắt cơn thành công. Thế thì bây giờ hướng tiếp theo thì các cái khuyến cáo điều trị về rối loạn nhịp ở trẻ em thì nhìn chung rất là hạn chế. Nếu nhìn chung là cứ khoảng 5 năm một lần chúng ta có được cập nhật những cái guideline hướng dẫn về các cái bệnh lý của người lớn như là tăng huyết áp, rồi suy tim, rồi các rối loạn nhịp tim. Thế thì ở trẻ em thì cái khuyến cáo mới nhất và cập nhật gần nhất là đã có cách đây 8 năm là năm 2014, là cái khuyến cáo của Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ và Hội Nhịp Học. Thì cái khuyến cáo này cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái tiền đề để cho các bác sĩ lâm sàng hướng dẫn và theo dõi trong các với bệnh nhân rối loạn nhịp thất. Thế thì có một số những cái đặc điểm đặc thù trong cái rối loạn nhịp của nhi khoa mà khác với người lớn. Nếu như các bạn đọc, cái thứ nhất đó là các cái rối loạn nhịp thất ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, thì đa phần các trường hợp thì hoàn toàn có thể tự khỏi mà không cần phải can thiệp gì, hoặc có thể bệnh nhân chỉ cần sử dụng thuốc trong một thời gian ngắn sau khi được chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên là đối với lứa tuổi của trẻ phát hiện bệnh càng sớm, càng lớn, tức là trẻ càng nhiều tuổi, thì cái khả năng tự khỏi này càng thấp. Thứ hai nữa là về cái liên quan đến vấn đề là bệnh nhân có được can thiệp đốt hay không. Đốt tức là sử dụng sóng cao tần để đốt những cái đường dẫn truyền phụ để điều trị cái nhịp nhanh thất. Thế thì các cái trong cái khuyến cáo năm 2014 người ta cũng chỉ ra là đối với những trẻ dưới 15 kg thì khi tiến hành đốt có nguy cơ gây tổn thương, tức là bị các cái biến chứng sau đốt nó cao hơn đáng kể so với những trẻ trên 15 kg. Cụ thể các cái biến chứng chính đó là tổn thương hệ mạch vành, biến chứng là tràn dịch màng tim, hoặc là cái vấn đề là đốt không thành công thì nó cao hơn đáng kể. Đó là lý do vì sao mà khi mà chúng ta đưa ra vấn đề quyết định là bệnh nhân nhi có đốt hay không đốt thì chúng tôi luôn cần phải có hội chẩn với các chuyên gia, các bác sĩ về có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực làm về nhịp. Thế thì đây là một trong những cái bảng tóm tắt thôi về cái khuyến cáo ngay từ bước đầu để tiếp cận với có một bệnh nhân nhi bị rối loạn nhịp thất. Các bạn bấm tiếp đi ạ. Ở trong cái mức độ khuyến cáo này chúng ta thấy là từ từ thôi ạ. Thì ở trong cái bảng đầu tiên này thì ở đây tôi có giới thiệu thì các bạn mở lại cái bảng trước đi ạ. Vâng ạ, đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đối với cả cái khuyến cáo cấp độ 1 thì chúng ta sẽ thấy là đối với đặc biệt là trẻ nhỏ, tức là trẻ bú mẹ và trẻ em ấy ạ, mà có những cái rối loạn nhịp thất mà gần như là trẻ có gần như là không gây ra triệu chứng gì thì cái đa phần các trường hợp là bệnh nhân cần một là cần phải được làm các xét nghiệm về rối loạn chuyển hóa, xét nghiệm về độc chất, cũng như là bệnh nhân cần phải được làm về cái điện tim, theo dõi điện tim 24 giờ, mà đặc biệt cái vai trò của chụp cộng hưởng từ rất là có ý nghĩa trong các trường hợp ở trẻ em mà chúng ta nghĩ đến các rối loạn nhịp thất có liên quan đến các bệnh lý về viêm cơ tim, hoặc là ở trong một cái nhóm bệnh lý đặc biệt đó là hội chứng rối loạn nhịp liên quan đến loạn sản thất phải. Tiếp đi ạ. Sang slide tiếp theo. Tiếp ạ. Đây ạ. Còn đối với các cái điều trị của một bệnh nhân nhi bị rối loạn nhịp thất thì chúng ta thấy là đối với các trường hợp trẻ mà bị cơn nhanh thất hoặc là có ngoại tâm phu thất dày mà có hai biện pháp điều trị chính sẽ là bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc hoặc là bệnh nhân được tiến hành đốt. Và các bệnh nhân có rối loạn huyết động hoặc là trên các trường hợp mà rối loạn nhịp thất mà chúng ta thấy có nguyên nhân rõ ràng là nằm ở vùng đường da của thất, ví dụ như là đường da thất phải và đường da thất trái, thì cái chỉ định đốt là chỉ định rất là cao, khuyến cáo mức độ 1 bằng chứng C. Tiếp theo slide tiếp theo. Thế thì nếu là điều trị nội khoa thì trong các cái khuyến cáo về rối loạn nhịp thất nói chung thì chỉ có duy nhất một nhóm thuốc đã được chứng minh là có độ an toàn, đem lại hiệu quả cũng như là giúp bệnh nhân dự phòng được thực sự, đấy là thuốc chẹn beta. Thế thì quay trở lại với trường hợp của chúng ta, đó là bệnh nhân này khi lần đầu tiên được chẩn đoán rối loạn nhịp thất và chuyển bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ ở bên Nhi Trung ương
không cho bệnh nhân sử dụng thuốc gì cả và chỉ hẹn bệnh nhân khám lại. Thế thì theo tôi thì đây là một cái sự lựa chọn bước đầu cũng tương đối hợp lý. Lý do bởi vì là khi mà bệnh nhân bị cơn lần đầu tiên có một cái khởi phát là một cái nhiễm virus, cách đây một tháng cũng có sốt và lần đó bệnh nhân không có rối loạn huyết động, cho nên các bác sĩ muốn tiếp tục chờ theo dõi, bởi vì như trong các khuyến cáo đã chỉ ra đó là cái tỷ lệ tự khỏi ở các cái bệnh nhân rối loạn nhịp thất ở trẻ em là nó rất là cao. Tuy nhiên là với trường hợp này bệnh nhân bị tái phát đến lần thứ hai, và theo như những cái thông tin của tôi đã khai thác và cũng như trao đổi với các bác sĩ dưới Nhi Thái Bình, thì là bệnh nhân này sau khi khám lại ở bệnh viện Nhi Trung ương, bây giờ các bác sĩ bên Nhi Trung ương hiện tại vẫn chưa có hẹn đốt và đã cho bệnh nhân sử dụng là thuốc Atenolol uống hàng ngày. Sau đó thì không rõ lý do gì nhưng mà gia đình rất là lo lắng và cho bệnh nhân đi khám ở rất nhiều nơi trên Hà Nội, đã đi khám ở cả bệnh viện Bạch Mai và khám ở cả bệnh viện E. Bệnh nhân đã được nhập viện ở bệnh viện E và đã tiến hành đốt, can thiệp RF, tuy nhiên là cái quá trình can thiệp là không thành công và không kích thích được cơn. Thế thì sau đó các bác sĩ hiện tại vẫn tiếp tục kê đơn cho bệnh nhân uống thuốc chẹn beta uống hàng ngày duy trì. Thế thì cái điều trị như thế ở cái thời điểm này là một cái lựa chọn rất là hợp lý, với cái lý do là bệnh nhân đã bị rối loạn nhịp tái phát nhiều lần, cộng với cái việc là bệnh nhân đã từng bị rối loạn huyết động. Như vậy là khi chúng ta đã đốt và kết quả là đốt không thành công thì bắt buộc chúng ta phải điều trị nội khoa dự phòng, và thuốc dự phòng hàng đầu cũng chỉ là thuốc chẹn beta. Thế thì tóm tắt cái trường hợp của bệnh nhân này thì một trẻ 5 tuổi, một cái diễn biến hai lần bị rối loạn nhịp nhanh thất và đã được xử trí cắt cơn bằng sốc điện, bằng sử dụng thuốc, và thậm chí là đã được tiến hành can thiệp ở một bệnh viện ở trên Hà Nội, tuy nhiên là không thành công và hiện tại bây giờ bệnh nhân đang uống thuốc duy trì. Thế thì nói tóm tắt lại về cái ca này là như vậy. Vì ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn là hôm nay trong buổi tham dự ngày hôm hội chẩn ngày hôm nay thì có tiến sĩ bác sĩ Phạm Như Hùng và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, là hai người ở Bệnh viện Tim Hà Nội đã trực tiếp tiến hành can thiệp thành công cho rất nhiều các trường hợp trẻ em đến nhập viện Tim Hà Nội về những cái rối loạn nhịp tim, nói chung cả nhịp trên thất, cả nhịp thất và cả đặt máy tạo nhịp. Thế thì em xin được ý kiến của bác sĩ Hùng và bác sĩ Tuấn thêm về cái trường hợp này, xem là về cái hướng tiếp theo của bệnh nhân này, tiên lượng theo dõi sau này như thế nào. Em xin cảm ơn ạ. Bằng cái các bạn cho lại cho cái điện tim thì vâng, ở điện tim ấy thì các bạn nhìn thấy cái trước một số cái phức bộ QS chẳng hạn như là cái phức bộ cái chuyển đạo cuối cùng nhé, ở tay bên tay phải, tức là cái mình ấy, thì thấy một cái gợn lên đấy, thì sau đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhát nữa thì cũng có một gợn, có vẻ như đấy là cái dấu hiệu của phân ly nhĩ thất ở trường hợp này. Thành ra là cái trường hợp này chúng ta dễ dàng chẩn đoán là nhanh thất ở trường hợp này, cũng như là cái chuyển đạo chúng ta thấy là đồng bộ V1, V2, V3 nó quay xuống dưới như đấy, đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta nhanh chóng chuẩn đoán là nhanh thất ở trường hợp này được. Thành ra là cái ca này cũng không phải mang tiêu chuẩn Bugada gì cho nó khó khăn cả. Đấy là trường hợp này. Về cái tuy nhiên trường hợp này thì cái triệt đốt cũng là cái mà nên dùng. Tuy nhiên cái khả năng mà ca này là cái vị trí cũng khá khó và cũng không phải là dễ mà đốt ở cái ca này. Tuy nhiên với tôi thì tôi cũng nên tạo cơ hội cho bệnh nhân triệt đốt. Cái này thì chúng ta có thể làm bằng cái RF 3D cho bệnh nhân. Nếu RF 3D cho bệnh nhân mà thành công thì cái tiên lượng cũng khá tốt cho bệnh nhân này. Và xin hết ạ. Xin bệnh toán. Vâng. Em thì như ý kiến của tiến sĩ Như Hùng thì cái này thì đồng ý là đốt, vì nếu mà nó lên lại thì khả năng về ảnh hưởng đến huyết động là rất là cao. Thế còn cái cơ chất gây cái này thì chắc là không phải viêm cấp rồi, mình đã hai lần rồi đều tái phát lại, thì khả năng mình nghĩ có thể nó có một cái tổn thương, một cái ổ tự động gì đấy trong tim, một cái nền tảng gì đấy trong cơ thất. Thế nhưng mà vị trí thì như bác sĩ Hùng nói thì là đốt 3D thì đúng, nhưng mà có vấn đề là cái này hai lần đều nên, hình như thế là đều kích thích cơn trong giai đoạn dùng Cortisone đúng không? Dạ, trong vòng 3 tháng. Dạ không ạ, tức là cái cơn đầu tiên thì cắt bằng truyền Cortisone. Nhưng mà khi mà kích thích mà gây thăm dò sinh lý là toàn trong cái giai đoạn 3 tháng. Đúng rồi ạ, tức là cái giai đoạn thì không thể lên cơn được vì nó vẫn còn tác dụng của Cortisone. Thế ra nếu mà mình có thăm dò ca này thì phải ngoài 3 tháng hoặc là tái phát cơn mình sốc điện xong mình sẽ thăm dò luôn chứ không cho Cortisone.
thăm dò với các hormone thì khó lên lắm. Thế ra lại tốn một công bệnh nhân rồi mất mấy chục triệu người ta đi thăm dò. Thì anh nghĩ là như thế tốt hơn. Vâng, cảm ơn. À, các bạn nghe rõ chưa? Tức là các chuyên gia của chúng tôi đã bàn luận về trường hợp này thì có thể là các bạn sẽ giải thích cho gia đình bệnh nhân. Nếu mà gia đình đồng ý thì sẽ chuyển lên trên viện tim Hà Nội. Chúng tôi sẽ kiểm tra bệnh nhân và có thể sẽ thăm dò lại. Nếu mà phát hiện được thì chúng tôi sẽ đốt cái ổ đó. Các bạn có ý kiến gì không ạ? Dạ vâng ạ, bọn em không có ý kiến gì thêm ạ. Bọn em sẽ giải thích cho gia đình ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin mời các ý kiến của các đồng nghiệp tại các điểm cầu ạ. Về các cái trường hợp trên ạ. Vâng, không có ý kiến nào khác đúng không ạ? Chúng ta đã cũng qua 4 cái bệnh án cũng hôm nay rất là hay đúng không ạ? Và liên quan đến vấn đề về nhịp học, một cái lĩnh vực cũng khá là khó trong điều trị tim mạch. Thì tôi hy vọng rằng là những cái trường hợp như này ấy, thì các bạn sẽ cân nhắc và sẽ tư vấn cho bệnh nhân để chúng ta có một cái phương án tốt nhất, tránh cái nguy hiểm. Cái này là cái khi mà nó ảnh hưởng đến huyết động là nó ảnh hưởng đến bệnh nhân rồi, nguy cơ cao. Cho nên là sẽ có phương án điều trị sớm. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần cuối cùng là phần trả lời vấn đáp các cái câu hỏi của các quý vị tham gia đang theo dõi chương trình này. Bây giờ xin mời tổ thư ký.